Chào mừng tất cả mọi người quay lại video clip tiếp theo của Khải. Thì video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình về mức giá của Toyota Fortuner. Thì trong tháng 12 này, Toyota Fortuner sẽ được hỗ trợ khoảng 30% cái phần lệ phí trước bạ. Thì Khải tạm tính cái mức con số hỗ trợ nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 30 cho tới 35 triệu tùy vào các phiên bản. Thì trong mức giá và video clip ngày hôm nay, Khải sẽ cập nhật chỉ 3 dòng xe thôi ạ. Là phiên bản Fortuner số sàn, Fortuner số tự động một cầu và Fortuner Legender một cầu. Đây là 3 dòng xe hiện tại đang có một cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn trong tháng 12. Và cái con số cụ thể như thế nào cũng như là về cái ngoại hình của Toyota Fortuner lần này như thế nào, thì bây giờ hãy mời anh chị xem qua video clip ngày hôm nay nha. Và cũng như thường lệ thì Khải cũng sẽ đến với chương trình về con số lăn bánh tại từng khu vực về tỉnh và Hồ Chí Minh. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái chương trình vay. Thì trong video clip này, cái chương trình vay thì chúng ta cùng nhau sẽ tiếp tục vay về cái chương trình của ngân hàng Toyota với mức lãi suất rất là hấp dẫn, chỉ là 1,04% và mình sẽ được cố định trong thời gian là 1 năm nha anh chị. Và với chương trình này, anh chị hãy nhớ giúp dùm Khải, đây là cái giá lăn bánh Khải đã tạm áp dụng cái mức giảm 30% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản này. Thì đây là một cái con số rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì bên đại lý Khải cũng sẽ còn rất là nhiều chương trình khuyến mãi cho từng cái dòng xe cũng như từng quý khách hàng khác nhau. Thì với chương trình này, số sàn ở khu vực tỉnh mình lăn bánh sẽ là 1 tỷ 082 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 101 triệu, còn với phiên bản Fortuner số tự động một cầu Legender một cầu mình lăn bánh ở khu vực tỉnh sẽ là 1 tỷ 341 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 360 triệu. Đây là một mức giá Khải cũng đã cộng tất cả các khoản về lệ phí lăn bánh cho từng khu vực và cụ thể về từng tỉnh hay từng khu vực địa lý của anh chị khác nhau, thì đôi khi về mức giá lăn bánh nó cũng sẽ khác nhau và xê dịch đôi chút. Chính vì vậy, anh chị muốn có một cái mức giá chính xác, hãy gọi theo số hotline của Khải 0906 648 952. Khải sẽ cập nhật về cái mức giá chính xác nhất cũng như cái chương trình khuyến mãi tại tháng 12 này cho từng quý anh chị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần về chương trình vay với hỗ trợ vay lên tới 80% và mức lãi suất như Khải lúc đầu có chia sẻ sẽ là 1,04%. Thì với chương trình này, anh chị đưa trước cho phiên bản số sàn ở khu vực tỉnh sẽ là 277 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 296 triệu và mình thanh toán tháng đầu chỉ là 17 triệu 9. Và đến với cái phần đưa trước của phiên bản số tự động một cầu thì Khải sẽ để kế bên đây cho anh chị xem qua. Còn với phiên bản Legender số tự động một cầu ở khu vực tỉnh sẽ là 350 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 369 triệu và mình thanh toán tháng đầu sẽ là 22 triệu. Thì đây cũng là một cái con số mà Khải thấy khá là phù hợp trong ngay cái thời điểm mà hiện tại Toyota Việt Nam cũng như bên đại lý Khải sẽ hỗ trợ khoảng tầm 30% cái phần lệ phí trước bạ cho tất cả các quý anh chị và khách hàng nào mua xe Toyota Fortuner trong tháng 12 này ạ. Và ngoài ra sẽ còn rất là nhiều chương trình khuyến mãi tùy vào khu vực địa lý và tùy vào anh chị khác nhau thì nó sẽ có một cái mức giá khác nhau anh chị nha. Cụ thể như thế nào anh chị hãy gọi theo số hotline Khải để ngay phía bên góc. Và bây giờ Khải sẽ mời anh chị xem qua về cái phần ngoại hình cũng như chúng ta sẽ cùng nhau đi lại một lần nữa về Fortuner số tự động một cầu kế bên Khải đây. Đây là phiên bản với phần ngoại thất là màu trắng ngọc trai. Như anh chị đã thấy thì với Fortuner thì chúng ta sẽ có một cái phần ngoại hình rất là bề thế và hầm hố. Đi đây là một cái dòng xe địa hình SUV gầm cao. Anh chị sẽ có một cái phần cụm đèn LED phía trước và chúng ta sẽ có một cái dạng bóng roadster cho cái khu vực cụm chiếu sáng. Thì phía dưới anh chị cũng sẽ có một cái dãy đèn sương mù và một cái cảm biến, hai cảm biến đầu xe. Đây là mặc định ở tất cả các dòng Fortuner hiện tại bây giờ đều sẽ có nha. Thì đây là cái phần ngoại hình của phiên bản số tự động một cầu. Ngoài ra sự khác biệt nó sẽ thể hiện trên phiên bản Legender hay là phiên bản máy xăng thì cái phần đầu xe nó sẽ có phần một cái phần ngoại hình khác biệt đôi chút. Và anh chị nào đang quan tâm về các phiên bản đó thì có thể xem nó ngay trên các video clip ở trên kênh của Khải. Khải cũng đã có làm các video clip giới thiệu về phiên bản Legender hay là phiên bản máy xăng rồi ạ. Và phần hông của Fortuner thì nó cũng giống như đời trước, anh chị sẽ có một cái phần mâm với kích thước là 17 inch. Đây là một cái mâm thì dạng phay xước hai màu, thì cái chấu này thì cũng đã rất là lâu rồi.
Trên phiên bản Legender và phiên bản máy xăng thì chúng ta sẽ có một cái họa tiết nó sẽ khác và đẹp mắt hơn. Thì Khải là thích nhất là trên cái phiên bản máy xăng với cái phần mâm theo cái dạng giống như là nó dạng là kim loại thì nó rất là đẹp mắt. Rồi chúng ta cũng sẽ có một cái phần thân xe, nó sẽ có một cái phần thân xe khá là trường cùng với cái phần cốp sâu, rất là nhiều cái chi tiết mạ chrome ở phần cốp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào phần nội thất ở hàng ghế đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ đến với hàng ghế thứ hai. Và hiện tại Khải đang ngồi về cái phần phía ghế tài xế ở khu vực hàng ghế đầu tiên của Fortuner. Lần nâng cấp này anh chị sẽ có một cái phần màn hình vẫn kích thước cũ, nhưng một cái nâng cấp nhỏ là chúng ta sẽ có thêm tính năng Apple CarPlay và Android Auto, cùng với dàn lạnh sẽ được nâng cấp thành điều hòa hai vùng độc lập. Thì đây là một trong những cái nâng cấp khá là nhỏ thôi ạ, nhưng Khải tin rằng với việc phục vụ cho nhu cầu gia đình hay là kinh doanh thì Fortuner vẫn là một cái lựa chọn đáng giá ở trong phân khúc, cùng với việc anh chị sẽ có thêm 5 năm bảo hành hoặc là 150.000 km. Đây là bảo hành mặc định trong năm 2022 dành cho tất cả các dòng xe Fortuner, nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về cái việc sử dụng cũng như cái vòng đời của Fortuner hiện tại mà Toyota Việt Nam đang hỗ trợ cho tất cả khách hàng. Và cái cũng xin nhắc lại một lần nữa là về việc Toyota Fortuner sẽ được hỗ trợ khoảng 30% cái phần lệ phí trước bạ trong tháng 12 cho tất cả quý anh chị nào mua xe trong thời điểm này luôn ạ. Chính vì vậy về cái mức giá thì cũng Khải đã cập nhật ở ngay phần đầu video clip, nó khá là tốt và chính xác hơn về cái chương trình giá và chương trình khuyến mãi như thế nào. Anh chị hãy gọi theo số hotline của Khải nha, 0906 648 952. Còn về những cái phần về chất liệu ghế nè, những cái nút bấm hay là vô lăng, nút bấm trên vô lăng phần màn hình, Khải cũng đã có làm rất là nhiều video clip để giới thiệu anh chị rồi. Bây giờ Khải sẽ mời anh chị tiến qua phần phía sau để xem cái phía sau Khải ngồi nó sẽ như thế nào và chúng ta sẽ cùng nhau tiến với phần tiếp theo nha. Và Khải cũng đang ngồi ở cái phần hàng ghế thứ hai của Toyota Fortuner số tự động một cầu, thì một cái không gian ngồi cũng khá là tốt với việc chúng ta sẽ có một cái khoảng để chân rất là rộng rãi nha. Anh chị có thể thấy cái khoảng sáng đầu nó cũng khá là tốt. Thì ở trong phân khúc hiện tại bây giờ thì gần như là đang có rất là nhiều dòng xe trên thị trường ra mắt ở cùng phân khúc với Fortuner, nhưng với việc được gia tăng cái thời hạn bảo hành cùng với những cái chương trình khuyến mãi trong tháng 12 rất là hợp lý này, thì Khải tin rằng với việc Fortuner sẽ phục vụ cho chúng ta về việc kinh doanh hay là anh chị trả gia đình, đây là một cái lựa chọn Khải tin rằng nó cũng khá là hợp lý để anh chị quan tâm khi mà có nhu cầu về Toyota Fortuner, một cái dòng xe SUV địa hình và gầm cao. Và anh chị có thể thấy cái việc cái không gian ngồi của Khải nó rất là tốt. Chúng ta cũng sẽ có một cái phần bệ tì tay ở cho hàng ghế chính giữa, và cái khu vực này thì chúng ta sẽ có cái phần để nước. Và một cái điểm rất là nhỏ thôi trên các dòng xe Fortuner chính là việc chúng ta sẽ có một cái phần gập một chạm khi mà anh chị bước lên xe để cho cái người ngồi hàng ghế thứ ba có thể bước vào rất là dễ dàng và thuận tiện. Thì Khải cũng đã làm rất là nhiều video clip rồi. Và bây giờ cảm ơn anh chị đã xem qua video clip ngày hôm nay. Trong quá trình anh chị mua xe có thắc mắc gì về các chương trình khuyến mãi hay quan tâm về các dòng xe của Toyota, nhất là chương trình của Toyota Fortuner trong tháng 12, thì hãy nhớ gọi theo số hotline của Khải nha, 0906 648 952. Và bây giờ vẫn không quên, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip sắp tới ạ.